Dù mới bắt đầu mùa nắng nóng, nhưng số người bị chó nghi dại cắn và số người tử vong do dại trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã tăng nhiều so với mọi năm. Điều đang nói là những trường hợp tử vong và bị chó cắn đều do chó thả rông. Có nhiều vụ chó thả rông nghi dại cắn rất là nhiều người. Điều này khiến người dân bức xúc, còn ngành y tế lo ngại bệnh dại sẽ bùng phát trong mùa nắng nóng này nếu không quản lý được chó thả rông. Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng bà Thảo vẫn chưa nguôi ngôi nỗi đau khi gia đình mất đi người thân. Con trai của bà trước đó đã bị một con chó lạ đến nhà gây ra vết thương trên người. Và cũng vì mãi lo mưu sinh nên đến khi bệnh phát thì mọi việc đã muộn. Nay là nếu mà các bà con, anh em, chị em mà ai mà có chó cắn mèo vào gì là cũng nên đi chích thuốc vaccine là tốt nhất. Đó mình sẽ phòng ngừa cái căn bệnh của mình, cho đỡ là nếu mình không đỡ là rút cuộc đến cái ngày giờ của nó trổ là không có cái thở cái gì mà cứu được hết á. Hơn 2 tháng qua, các địa phương ở tỉnh Phú Yên đã ghi nhận đến 14 vụ với 33 người bị chó nghi dại cắn, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Điều lo ngại hiện nay là trong 3 địa phương ghi nhận có chó nghi dại cắn người nhiều nhất tại Phú Yên thì phần lớn là do chó thả rông gây ra, và số người bị chó mèo cắn tại Phú Yên phải đi tiêm ngừa gia tăng gấp đôi so với năm ngoái, với gần 3.000 mũi tiêm. Cái phường Hòa Sơn Tây của chị thì cái tình hình cái chó thả rông thì rất là nhiều. Nhưng mà giờ không biết, chủ cũng khuyến cáo cho người dân thì chủ động phòng ngừa những cái con chó nó thả ngoài đường. Dù chúng ta có những cái quy định rất là chặt, khi mà chó thả rông thì phải có đeo rạ mõm. Nhưng trên thực tế thì người dân khi mà nuôi chó mèo thì chúng ta chưa có cái tuân thủ theo các cái quy định, cho nên vẫn có tình trạng chó thả rông. Thì bên cạnh đó nữa thì cái việc mà cái người nuôi á, họ không đưa đi tiêm phòng dại cho cái chó mèo mà mình nuôi thì đó cũng là một trong những cái yếu tố nguy cơ làm cho lây lan bệnh dại trong cộng đồng xảy ra. Năm ngoái, tỷ lệ tiêm vaccine phòng ngừa dại trên địa bàn tỉnh Phú Yên mới đạt 64%. Điều này cho thấy vẫn còn nhiều người dân chưa quan tâm đến việc tiêm phòng vaccine cho chó mèo. Trong khi đó, thói quen nuôi chó mèo thả rông hiện vẫn còn hiện diện khắp nơi. Và đây chính là nguy cơ tiềm ẩn bùng phát bệnh dại, nhất là thời điểm này đang bước vào mùa nắng nóng. Rõ ràng, chó thả rông đã gây ra những nỗi đau không nhỏ nếu người dân không chủ động xử lý kịp thời. Cơ quan chức năng khuyến cáo khi bị chó mèo cắn thì người dân phải đến cơ sở y tế để tiêm phòng vaccine dại, tuyệt đối không được sử dụng thuốc nam để chữa bệnh. Trước tình trạng số người bị chó nghi dại cắn gia tăng, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa có công điện số 22 chỉ đạo tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng chống bệnh dại. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về nuôi, nhốt, quản lý, nhất là việc khai báo tiêm vaccine phòng chống bệnh dại. Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó mèo, đảm bảo tối thiểu trên 80% tổng đàn chó mèo trên từng địa bàn được tiêm phòng dại trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Thống kê tổng hợp đầy đủ chính xác về các hộ nuôi chó, số chó nuôi, tiêm phòng vaccine lên hệ thống báo cáo dịch bệnh. Rà soát điều chỉnh kế hoạch phòng chống bệnh dại của địa phương, thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng chống bệnh dại giai đoạn 2022-2030. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các tổ chức quốc tế và các nước trong việc hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh dại tại Việt Nam. Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác tiêm phòng vaccine dại và huyết thanh kháng dại cho người. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện truyền thông học đường về phòng chống bệnh dại. Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo công an các địa phương chủ động nắm tình hình, kịp thời điều tra, xử lý nghiêm trường hợp chủ nuôi chó không thực hiện quy định về nuôi, quản lý chó dẫn tới gây hậu quả nghiêm trọng.